Em xin chào tất cả mọi người, đây là sản phẩm mật ong rừng của nhà em. Mật ong rừng là một sản phẩm mà nhà em đã bán từ rất là lâu rồi. Và hôm nay em sẽ rót mật ong rừng cho mọi người xem nhé. Sản phẩm mật ong rừng thì khi mà mọi người sử dụng thì có thể giúp tăng cường sức đề kháng của mình rất tốt. Đặc biệt là vào mùa này thì thời tiết thay đổi rất dễ ốm cúm hoặc là ho. Mọi người có thể sử dụng mật ong rừng để có thể tăng cường sức đề kháng cho mình mọi người nhé. Sản phẩm mật ong rừng của nhà em thì có giao hàng trên toàn quốc, nên mọi người quan tâm xin vui lòng để lại số điện thoại hoặc inbox trực tiếp cho em để có thể sở hữu cho mình những lít mật ong rừng mọi người nhé. Em xin cảm ơn ạ.